Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh stream của BBB Channel. Bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu, phải nói là trận đấu cuối cùng và cũng hứa hẹn sẽ là trận đấu hay nhất của là trận Starter vòng loại khu vực châu, trận đấu giữa Na'Vi và Secret. Phải nói là một trận đấu vô cùng mong chờ. Lúc này thì cả hai team đều đã đủ điểm đi KF rồi. Đây là một trận đấu mà hai team sẽ mắc YOLO. Không còn gì để mất từ phía hai team nữa, họ đủ điểm rồi mà họ sẽ quẩy thôi. Trong khi đậu không? Nếu được Bambic thì lúc này Na'Vi ban ra IO và Enigma. Vị trí Nautel và Puppy. Trong khi đó thì Secret ban ra Scarlet Mage và Brider. Bộ đôi Vanscore và Phoenix. Bây giờ là pick đầu tiên của bên phía team Na'Vi. Danny và Puppy là hai người em biết trong ngày hôm nay. Danny Puppy, một có thể nói là một đôi bạn huyền thoại thường được so sánh với nhau khi mà mang ra khi mà nhắc tới Na'Vi. Và giờ Danny sẽ có lượt first pick dành cho bên phía team Na'Vi. Wow, lúc này thì vừa rồi Na'Vi họ chọn first pick và bên phía Secret thì họ chọn Radiant. Na'Vi đang nằm ở bên phía team Die. Và first pick của Dandy, cậu bé này rất cân nhắc từ vị Dandy. Dandy Fett. Radiant Team Fett pick cho vị trí solo mid của Dandy. Trong đó thì Secret Secret ở bên Radiant, có nghĩa họ sẽ hướng tới một con đi farm được, một con farm tốt, một con farm khỏe cho vị trí solo mid, hoặc là họ sẽ đi duo mid. 10 seconds remaining. Nhưng mà với việc mà đã không còn IO nữa thì cái số lượng hero có thể đi dual lane nó đang giảm dần rất nhiều. Giảm khá là nhiều đấy. Tại vì IO gần như là một quá chữ bài của Secret rồi. Pick. Và bây giờ Puppy, pick Razor, first pick. Vị trí solo mid của S4. Trong khi đó thì lượt pick thứ hai. Lượt pick này có thể là Osaker không? Để với Osaka cho Nautel không? Đây là Centaur cho vị trí offlane của Fly. Hay là Doom. 10 seconds remaining. Trước mắt là wow, Doom, đúng rồi, Doom cho Fly. Na'Vi's turn to pick. Secret à, coi như Puppy, coi như Honey này giống như kiểu là nếu mà FNG bị cuồng bắt đầu cho Phoenix thì Puppy là Honey cuồng Doom cho Fly. Trận nào cũng biết Doom cho Fly à, tất cả các trận. Vì Secret đánh một cái lá đánh kiểu như là bốn người sẽ đi quậy cả map, còn Fly sẽ im kiểu im im và farm. Farm tới lúc mà team owning rồi Fly bước ra cũng gần như là full đồ. Mà bước đi là boss vậy. Bây giờ Na'Vi. Lượt pick thứ 2 của Na'Vi. Liệu có phải là Void và dành cho Phoenix hay không? Nhưng mà setup cho DB có thể quậy được. Secret đáp khá là chầu. Na'Vi họ cần phải cân nhắc việc pick một cái lượng đam tương đối cũng như là một cái lượng disable. Và đó là Trin. Vâng, Trin Protector dành cho FNG. Trong khi đó thì lượng ban thứ 3 của bên phía team Na'Vi. Secret có solo mid có offlane rồi, bây giờ thiếu carry và bộ đội support thôi. Có thể ban ra 5 seconds remaining. Một carry của Kuroki chẳng hạn. Reserve time. Một carry của Kuroki. Nhưng mà bởi vì mà không còn IO nữa thì Kuroki cũng giảm phần nào sức mạnh rồi. Kuroki thường chỉ tỏa sáng ở những game mà Secret có IO rồi. Radiant. Và đó là Na'Vi bên ra Brewmaster để tránh việc là Brew damage bởi S4 và Razor carry bởi Kuroki. Trong khi đó đây là lượt ban thứ 3 của bên phía team Secret. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Hai ban vào reserve time. Sky bị ban rồi. Nước ma không còn IO, không còn ban ra Witch Doctor. Na'Vi's turn. Vâng, có lẽ là họ sợ cái bộ đôi hồi máu từ bên phía team Na'Vi.
như đã vừa rồi ông Trin vào Witch Doctor. Trong đó thì lượt bàn thứ tư của Na'Vi dành cho Sigrid. Liệu có phải là một bàn một carry không? 10 seconds remaining. Vẫn còn nói những hero rất là khó chịu như là Ossaker. 5 seconds remaining. Như là reserve time. Sakiro. Sven cũng được. Vâng, bên là Naga. Vâng. Radiant team. Na'Vi họ bên là Naga. Chống rát luôn. Chống rát luôn. Chết đệ. Trong đó bên phía Team Secret lượt bên thứ tư. Poppy. 5 seconds remaining. Liệu các bạn ra một con hero kiểu disable như Buck không? Reserve Buck hoặc Len không? Buck hay là Void? Vì cần một con giữ lại cho DB có thể quẩy được. Buck và Void là trong số đó. Và đó là bên Azerocopter của Havos. Radiant và phát bày bên Azerocopter của Havos và Sigrid. Cảm giác như biết một con Weaver. Weaver. Có thể là Weaver. Hoặc là Ossaker support vẫn chưa có này, vẫn thiếu support Ossaker này. Thiếu con boss đam khỏe này, sạch kinh này nọ này. Và Saman kia cũng chưa thấy xuất hiện. Sakiro Rat King. Nếu mà muốn thấy muốn tới Áp Châu biết Rat King mà siêu cứng luôn. Nhưng mà Sigrid giờ họ cần cái lượng boss đam để mà giết con DP. Rồi là diệt cỏ tận gốc luôn, không cho nó quẩy nhiều. Hay là liệu có đột biến như kiểu Chen hay là Enchant hay Puppy không? Vâng, Ossaker. Lần này một hồi Ossaker dành cho Notel. Trong khi đó bên phía Na'Vi vẫn còn thiếu học đen cho Fnatic. Vẫn còn sự lựa chọn khá nhiều cho Fnatic. Vẫn còn thiếu carry cho Havos. Vẫn còn thiếu support cho Vanscore. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Đó, mọi chuyện rất là căng thẳng giữa hai team này. Reserve time. Có hai những lượt em biết cân nhắc rất là kỹ. Không còn nhanh chóng nữa và đó chính là Sentao. Sentao cho vị trí up lane của Phoenix. Và bây giờ Sigrid, một carry cho Kuroki, một support cho Poppy. Poppy không còn ý nước mà. Có thể sẽ hướng tới Chen hoặc là Enchant. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Có thể là một carry cho Kuroki lượng đam to. Support Dazzle. Đó là support Dazzle cho Vision Secret. Bây giờ thiếu một carry cho Kuroki thôi. Trong khi đó thì Na'Vi support tree để học lên Sentao để DP đi mid. Thiếu carry cho Havos và support cho Vanscore. Một carry dành cho Havos trong thời điểm này. Twin DP Sentao. Luna cũng tạm được. Luna cũng tạm được thôi. 10 seconds remaining. Vì Luna thì tay ngắn nó không hợp với cái cách đánh của con Ossaker. Ossaker nó block cái Luna cũng khó đánh. Còn con tay dài thì Reserve còn Tyro nữa thì Medusa không? Liệu biết được liệu Havoc biết Medusa? Tăng cờ luôn, carry bắn lan cả thế giới. Có giữ lại của Tree bắn cả thế giới. Liệu có một đột biến dành cho Na'Vi? Đó là A, phần A và chiếc support dành cho Vanscore. Trong khi đó thì lượt bàn thứ tư của Sigrid
Ben vào vị trí carry của Voss. Nhưng mà 10 seconds remaining. Vị trí carry của Voss. 5 seconds remaining. Cũng có thể là dưới upland của Phoenix, tại vì Havos với Phoenix hai anh niên này đều đã có thời gian đánh xe tàu rồi. Nhưng mà trận này Phoenix đánh xe tàu hợp lý hơn là Havos, đánh xe tàu rất là fit. Havos đánh xe tàu cực kỳ fit luôn. Olaf của Managui họ set up đẹp là có thể win dễ dàng đâu, bởi vì là AA thì nó chống việc hồi máu, DP thì quẩy rất là khỏe, Twin Protector thì anti xuyên MKB và khá là lâu, giữ lại 3.5-4 giây. Rồi Santau thì combo burst down khỏe, có thể hỗ trợ team chạy ngày nào lên. Và sự lệch men ra Mirana, vị trí carry của Havos. Trong khi đó thì về phía team Na'Vi, lượt men thứ 5 này sẽ dành cho vị trí carry của Kuroki. Mình nghĩ là phải ban ra Weaver. Lắp Na'Vi hơi mỏng, Weaver con carry đam rất to, cũng bị rất là cơ động. Na'Vi họ chẳng có nhiều stun lắm, Santau là một con stun tại chỗ, nó không phải kiểu stun dí. Mấy con Weaver ra, cẩn thận điếc. Reserve time. Vâng, và Na'Vi họ ban ra Puck. Radiant team pick. Anh nghĩ là Kuroki sẽ đánh carry với Razor mà còn thiếu một hero Solomid dành cho S4. Có thấy đâu đây một trận đấu rất là kinh điển, một trận đấu rất là hot khi mà đã là 4 giờ sáng rồi vẫn có hơn 1.000 người xem. 10 seconds remaining. Mặc dù thì tính chất trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu thủ tục thôi, mà đủ điểm hết cả rồi. Reserve time. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Wow. Rất hồi hộp và đó chính là Clint. Vâng, Clint cho phía tên sư rệt, Clint dành cho Kuroki. Về phía Na'Vi, một carry dành cho Havos. Ôi, biết đại Medusa ơi. Ôi, thấy cái này biết Medusa hay á, biết đại của Medusa đây cho nó lạ và độc và nó thú vị. Nhưng mấy con như Weaver thì nó thường quá. AM là up hơi mỏng. 10 seconds remaining. Ai biết Medusa kiểu bạn cả thế giới được, gọi là con châu châu tí như Spark cũng được. PA thì hơi mỏng. Reserve time. À, 20 giây cuối cùng của trận đấu. 20 giây cuối cùng của trận đấu em biết 15 giây, 14, 13, 12, 11. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Vâng, đó là Spec. Xin yêu hỏi cũng mới biết Spec cho Havos. Radiant team pick. Một con tăng cờ cũng như carry đam khó chịu. Vâng, hai team là có một cái lab rất là badass. Khi mà bên phía team Secret thì là Razor đâm thì rất là trâu, Linh rất là cơ động, còn phía Na'Vi đó là một cái combo đánh như kiểu global vậy. Spark sẽ farm, sau đó anti là đánh nhau. Rồi vào combat thì Sentau bằng combat cho Trin anti và DP quẩy anti A bắn xuống, và cuối cùng là Spark sẽ kết thúc tất cả. Đó là một cái combat trong mơ của Na'Vi. Còn phải xin là thì nó đơn giản một tí. 10 seconds remaining. Và tại sao lại có cái sáng là như là bao game rồi. Vâng, tên bắt đáp của Na'Vi đó. À, Secret đó chính là Puppy với Dazzle, Kuroki, Clint, S4, Razor, Daddy Notel, Ashenko cùng là Fly với Doom. Về phía từ Na'Vi, Phoenix, Upland, Santau, Carry, Her, Voice, Back, Rescore, Support, AA. Daddy Dimitri với Daddy Fail cuối cùng chính là SNG với Twin và Tractor.
về chơi sport. Không lại lần trước cắm quát cảm khá sao đồ về rồi có bình rồi đã có bình từ phía Navi rồi họ sẽ đuổi ra bắt Fly chứ Long Fly kiểu đuổi về Fly thôi chứ không hẳn là bắt không cho Fly thôi cơ hội cắm bot giờ đã chắc luôn luôn 30 seconds to battle. Một quả cắm số đến từ phía Hotel để kiểm soát khu vực Ruin cũng như sự di chuyển của các sáu quân phía từ Navi và đã sang Ruin không giây Arun không phút cái Ruin khá là căng thẳng rồi hai team họ đều kéo người ra canh Ruin rồi bỏ chắc chắn anh thôi xin lịch rồi bỏ tay đi bỏ tay đi Univ cho Poppy không ai giờ thế lắm khi mà lab của Physicrat thì có mỗi Osaker là có stun cũng như là tạo một cái chuyển biến gì đó trong combat rồi vậy đã rồi lấy MV cũng chẳng ai làm gì cả hồi boss được nuôi một cái đôi bounty được coi như là một con creep rồi giờ mét bằng F4 lên đi tự động harass sớm bằng cái quát tôi được sao lại đến từ phía đây lấy được một vị trần rất là lớn tự động lên không đang 28 đang ở trên top thì vào Fly các bạn không đốn rồi mà bị ban score theo liên tục harass Fly rồi còn ở dưới boss thì phần đang đóng vai trò như là một thành phần crypto vậy đứng hết kinh nghiệm là chính còn nâng cái phản đam trước luôn đấm tay rồi kiểu mày không đấm tao thì thôi mày đấm tao thì sẽ rất là đau cái này là Poppy đánh Phoenix rất là đau Phoenix thì cảm giác nó cũng không làm đau lắm bây giờ không phát tân thì phải đâu theo không hay lắm nếu mà tân chuẩn thì có lẽ sẽ là một cái first blood có thể ở mid vâng lên mid này rất là căng nặng giữa Andy và S4 khá là hòa đấy lấy Hina tương đương nhưng mà S4 cảm giác có phần nhỉnh hơn một tí Dandy thì vẫn còn chưa có battle giờ Hani này vô Dandy có battle trước thì sẽ thoải mái hơn để S4 có battle trước thì đúng là khổ sở cho Dandy rất là khổ sở Rune 2 phút tranh Rune tiếp tục rồi Notel chủ động né đi và nhìn nhau và danh top cũng là Rune Vanscore Butterfly bật cả lửa rồi Rune Party ở dưới boss và đây sau Rune DD dành cho Vanscore rất đẹp, rất hợp với tông màu của anh, màu xanh dương. Ở bên này có thể thấy được là vẫn cân bằng đến từ phía hai solo mid thôi. Nhưng mà ở dưới boss thì Kuroki đang được free. Kuroki farm bắt đầu nhỉnh hơn hồi boss rất là nhiều rồi. Hồi boss bản thân một hero tay ngắn cùng với đó là không có cái gì để mà làm gì được con đâm cả. Là boss không farm được. Pha Ramamid đến từ phía Hotel mà Dandy vẫn chưa chết trong khi đó thì ở trong rừng Poppy và Phoenix cố gắng lạ liếm được một cái gì đó và ở Shaker Hotel đang tới rồi hồi mana lại hút đam cũng là hút mà được là 28 đam khá hai hồ lên hết deny tầm 81 đam rồi rất khó chịu đâu đó thì ở dưới boss thì wow Phoenix được đúng một con creep thôi rất là đáng thương và lag đến từ phía Vanscore giờ câu lag thì nhanh rồi và những pha bẫy đến từ phía Dandy. Sau đó F4 mấy bố cũng có battle rồi. Để chẹt thoải mái thôi. Trên top me bắt được Fly mà khó lắm. Cố gắng slow lại Fly bật lửa lên chạy.
Có Stagger tới đấm tay. Một đấm cuối cùng, một đấm cuối cùng. Ban chầu lên, đấm, 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 đấm. Rơi không tới, với không tới. Vẫn khó quá thì chờ qua. Vẫn khó quá thì chờ qua rồi, với không tới. Bây giờ em muốn lên chặn đầu rồi. Sẽ có binh ra, hút hàng. Rune multi tiếc quá, rune này mà rune hết thì chắc luôn. Dưới bó thì rune regen. Top mà rune hết thì xác định là RIP. Một phần tân xa. Lại thì đa rồi. Tay chân mình bị gì vậy ta? Wow, này Phoenix mới được công học con creep thôi. Xe mà gì nhảy ghẻ, khiêng ghẻ, rau muống. Level 3, đứng hết level là 9. Phoenix thấy là nó thầy đang chạy vòng, lập tức lui về ngay. Cẩn thận, một màn tách. Tên chủ từ bên đầu tàu dí lên có sâu rồi, bắn vào Phoenix. Rất khó chèo nhưng mà búp giá lên từ phía FNG. Phoenix chạy sâu. Vẫn chưa có first blood trong ngày đấu này. Rất căng thẳng, 5 phút trôi qua rồi. Thời điểm này là thời điểm mà wow. Fly lần 2 điểm vào lửa rồi, rất là trâu từ phía Fly, rất khó giết Fly. Trong đó thì Phoenix cũng di chuyển rất là kỹ. Khó giết. Dire's structures are fortified. Con chủ anh được bê vào rất khó chịu. Rip quay clip thứ hai đang lên rồi. Đây sẽ là chủ anh cho mình phép secret thôi. Rất có thể cơ bảo là chủ đã được bật lên rồi. Dandy cố gắng đi ra mà có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Nhưng mà chủ anh cho mình phép không anh cho Radiant. Nai kẹt Rip. Dandy có một cái giày ghẻ rồi. Có hai lần ấy deny giữa Dandy giữa Kuroki và Hoppus khá là đều nhau. Giữa Dandy và S4 khá là đều. Một phải trận khá là cân bằng mà tuy nhiên thì siêu lịch họ sẽ có lợi hơn khi mà họ ăn được một cái trụ. Đặc biệt là vào thời điểm này khi mà Kuroki có cho mình được cái Soul Ring rồi thì phải nói là farm cháy máy luôn. Linh có sâu rình sớm và thoải mái, chẳng sợ chết, chẳng sợ hết mana, chẳng sợ gì hết. Lần 4 được free farm khá là kinh. Dầu là mid, dầu là mid, Navi, Smoke, dầu là mid. Vẫy hộp từ phía đen đi. Giờ họ bọc từ dưới bọc lên nè, không họ đi xuống dưới boss, họ muốn muốn một ai đó ở dưới này. Có lẽ họ sẽ vào rừng hốt Poppy nha. Poppy đang tự tin thâm rừng với cái việc mà full camp. Thế vào thôi. Dandy cũng đang đi theo. Poppy kìa. Lao lên. Dĩ là Phoenix bọc sau. Phoenix sẽ bọc sau và Poppy sẽ thăng. Hoa stun 2 không? Stun dưới stun 7 lên. Hoa stun trúng được Kuroki mà không thấy được. Poppy sẽ không có Poppy nằm xuống rồi. Chắc chắn là chết. Hoa stun dành cho Dandy. Rồi, Kuroki đứng nhưng chưa không gì xảy ra. Rồi, giờ Siren có lẽ là họ sẽ phản công. Dĩ lên Kuroki. Một TV ra rồi, cắt công đúng ở đây, giật sát ra, mọi xanh cắt công bát. Vâng, và score nửa máu, còn mà Dandy. Anh Tì thì tàu lên, có vào phía Kuroki. Kuroki, nằm xuống rồi, Kuroki và Senchi rất đẹp đến từ phía tới Navi. Vâng, Kuroki 2-0 rồi, 2-0 cho Navi rồi. Rồi chúng ta là Dandy sẽ bị hốt hàng rồi, không chạy nổi rồi, kẹt đây rồi. Là bị rap rồi, anh tin bắt ra, cố gắng kéo cái gì đó. Cuối cùng thì sao? Anh tin bị tên Hobbit biến ra. Rồi làm gì nữa? Không có ai cover và FG cũng bị chết đây mà. Họ đứng trong cây, rất tự tin và nằm tin. Mà cũng phía thôi, hai đều rồi. Cảm giác lật kèo giống như kiểu một trò chơi vậy. Nhưng Navi rất chơi hát, kiếm được hai mạng xong. Navi họ đã throw hai mạng đó một cách rất là nhảm xịt. Runeira dành cho Secret Apple. Dire's middle tower is under attack. Ôi vậy.
Giờ bắt đen đi à? Một phát giảm. Rồi thôi bắn một phát, hai phát, ba phát mày chạy xuống. Ba hàng. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Bắt đã giết được mày, đã rồi. Dire's middle tower has fallen. Chờ cái khu rừng kia. Tao phải đâm cổ Fly mấy cái mình đâm rồi mà không có mana. Cũng như là không thể bắt được Vanguard, mình gọi nó rất kỳ ở trong này. Radiant's bottom tower is under attack. Wow, giờ lại gặp trục trặc về vấn đề xả nước của thân. Đúng rồi. Lúc này là boss được cái gì phây, cái thấy ở bên phía Navi họ có cho mình một pha stun ra ép nào rồi nè. Nè vậy có cho mình hai cái giày phơi về Dandy và hộp boss rồi giày ghẻ, giày ghẻ và giày máu cho Phoenix. Nhưng mà đó bên phía tên xe lịch cũng khá là nhiều giày, vẫn toàn giày cao cấp thôi, nhãn hiệu hơn hẳn bên phía Navi. Đừng ngon trên lệch bây giờ là 4k cho Secret rồi. Vâng, 4k rồi. Network thì disconnect, và disconnect cả 5 người. Và đây sẽ là một pha pause. Chúng ta thấy được là một cái sự sida không hề nhẹ đến từ phía cái server. Và wow, set 3H của Navi. Vâng, the DC gaming is happening. We apply so fucking overpower Riot, please nerf. Giờ là new lobby rồi. YOLO à. Hello. Chưa rồi. Các bạn có thể để ý là những trận đấu của Navi tại giải SLAD này toàn bị DDoS thôi. Mấy trận khác đâu có bị đâu. Cá bình thường mà. Mấy ngày liên tiếp luôn, cả tuần luôn. Thì Navi xuất hiện cái bị DDoS nguyên ngày. What the hell. Kiểu ghét. Một cái kiểu gì đó rất là không hiểu được.
hai team chưa vào luôn. Mình giống như là kiểu người đầu tiên được vào lobby vậy, rất là sung sướng. Hello các bạn, mình là Đô, mình đang ngồi trong lobby nè. Mình đang chờ các bạn vào nè. Này nọ mà các anh đi kiểu không quan tâm mà vẫn chưa vào. Select. Nếu mà chúng ta ghi chữ DDoS mà nếu mà viết theo mã select thì nó sẽ ra là chữ đó đó mã cái đó nó là hai chữ o thì nó thành là đu rồi đô ở đó nó à, là đô hạ tử đô. Đô bùng kèo anh đi đô một bùng kèo cứ vợ. À, ông Mundarino giống như kiểu bị hớn á. Ông kiểu như fail á, sướng quá ngồi cười mình. Giờ chưa thấy lobby chưa, hai team chưa vào luôn. Ủa là sao? Nó không phải là vấn đề server, giống lại vấn đề từ mình. Này phép lên server. What the hell? What the f... giờ là bình thường. Vãi cả. Ai cả hai tim dí lên S4 một tên một cửa máu đấm tay dí lên suýt chết một đẩy đem đi ăn mạng bốn đều mà ma đang phải tiếp. Dire's bottom tower is under attack. Well play Dota and server and DDoS and everything. Chúng nén rồi. Radiant's top tower has fallen. Đi lên, tấn xa đẹp, tấn xa, để đi có thể thăng. Chỉ có tấn đây, tấn 2, đẹp quá, nhưng mà không có follow up. Cái đó thì vào ở mid, fly đẩy lên rất là cao. Còn với boss thì cười cười đẹp solo push. Rookie giờ có mình 2k4 tiền, vẫn chưa mua gì cả. Dây Twitch, Sorin, Rune Akila. Cực kỳ nhiều mana mà quẩy được. Giờ đi về thôi. Con Linh mà bằng này đồ, siêu nhiều mana. Đứng lên vô tư, Harass vô tư đánh nhau thoải mái. Rune Hex dành cho Simba Fly.
lên bài dash rồi vẫn là cái style quen thuộc thôi, lên về máu xong rồi lên bài dash xong rồi pha tới cái blink xong rồi bắt đầu snowball lên những cái tầm đắt tiền hơn. S4 với Rune Haze combat là tha hồ mà dí đó là không mà thật ra không dí được. Mà boss vẫn đang pha 1k 7 tiền Razor vậy phải Dazzle. Boss không biết sao cái gì đây. Trận này lên Ryan nó hơi trong gai khi mà mình phải tìm secret thảo boss liên tục. Tỉnh lock hơi fail, muốn lên Phoenix đi về. Đó, secret thảo cũng ổn về rồi. Về chỗ với Kuroki. Có bóp giáp là được phía cây. Nó tự tin. Ba chợ còn ba cái chạc bóp giáp giật xác ra và có khoảng 400 máu vì đó thì vào khu đô kỳ 1 bắn 2 bắn và 3 bắn và 3 bắn và chưa chết. Phoenix không có bờ lính sao đánh nhau được, chủ yếu là đứng nhanh thôi và ăn creep để mà hồi máu lại người lấy đam. Sau đó thì bên phía siêu lịch họ giữ anh lên trên top. Họ sẽ bắt Hovos. Đây các bạn là một pha Kuroki với Hovos hay không đây? Có phải là không mà họ đâm thẳng ra lane luôn chứ họ không bị bắt trong vòng là sau. Lúc này ở đây thì S4 đang bị lóc lên. Một pha stun. Hãy không đủ máu em cũng không đủ mạng nhanh cho Phoenix. Năm đều rồi. Rất cần kèo. 12-14 phút rất cần kèo phải bẫy lên. Mất 25 máu. Định stun ngược lại nhưng mà cũng stun. Tự nhiên mà thôi. Đây là tiếp tục dí lên trên top. Poppy ở phía sau cùng với Kuroki cùng với nhau theo. Nandy cần phải một pha stun lại Nandy bắn tay trừ nhát một bắn hai bắn lóc lên Nandy bắn nhát rồi. Và lại xuất hiện là một chém nằm xuống nhau theo cũng chỉ là một Poppy giờ tập chắc rồi đắp cho cái góc này là lên chắc luôn. Mày double kill cho boss double kill cho boss đó là 7 năm giờ đó kêu boss là lên radiance rồi gần đủ radiance rồi thiếu 700 nữa có relic 700 relic xong farm thêm 5 phút nữa có được cái công thức là quẩy luôn. Nói sao giờ lại về rừng. Về rừng với với buôn với làng. Rồi đó thì wow clean Kuroki. Cố gắng bê trụ. Bắn. Một vẫy ra. Wow những ba cố gắng đép mấy người phía tình Navi rồi nhưng mà rõ ràng là khó. Con clean là nó bắn thẳng vào trụ hay clear rip có ý nghĩa vậy. Chỉ rồi đây ít tác hại chậu hơn thôi. Navi có mặc dù đã có cây bóp giá liên tục rồi nhưng mà chậu này giờ mất kẹt cố rồi chứ chẳng phải là kẹt cố là nhiều. Giờ sẽ rình họ tức 5 người họ ồn lần luôn. OTA bay ra trúng được Kuroki. Kuroki sao ai lùi về rồi không dám mạo hiểm đâu, không có hồi máu rồi nó phải dễ chết. Thân ra từ phía còn kẹt lại Phoenix rồi mà không làm gì được. Nó bóp giá lên và hồi máu 800 mấy rồi. Ở đây thì Phoenix chưa ra. Phoenix stay the tree. Phoenix hú lên, Phoenix phía cầu. Washington tiếp tục thủy đầu theo. Quá đẹp, Phoenix sẽ chết tên này rồi. Không sống nổi rồi. Đó là mày cho S4 76 1 3 chủ. Giờ này đứng tăng cho bên easy chủ. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower. Vâng, đông từ FNG. Xong em nói. Quẩy đều. Secret họ đánh một cái đánh rất là đơn giản mà hiệu quả. Không phải kiểu LG ngày hôm qua mày. Đánh rất là đơn giản, nó không có gì gọi là hít mai hay là màu mè. Kiểu ồ lên ầm xong chết. Nhưng mà ngáo là chết. Đơn giản, dễ hiểu. Smoke, một phát stun, một phát stun không? Nên nhớ spec rất là trâu và spec sắp có Radiance và spec đang có Relic và
bác không có SG, bỏ tật ra Simba lao lên. Có cái hồ boss ở con lam luôn, hồ boss còn ít máu cũng chết, bây giờ sai lần lại rồi. Fly này, Clint đi về. Và phía sinh vật họ sẽ đi về được. Và ở đây Clint của Kuroki. Để móc ai không? Hồ boss kìa, hồ boss kìa. Nó kìa anh ơi. Ngập kìa. Đi theo nó, đúng rồi. Chúng mày bình tĩnh chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng mày đây, ở kịch đầu quốc thôi. Chắc canh cắn rip phát nhờ. Canh cắn con rip rồi bỏ quẩy lên thì nó vui nhờ. Không, đang chờ Notel ra. Cần một phát stun của Notel. Notel đang tới rồi. 1, 2, 3, cắn rip. Silent sẽ có stun. Stun lại, ép góc, bò góc. Bò góc rồi, stun vào. Đáng, stun Simba tới, bật lửa lên, dí lên. Ôi ôi, Havos. Một pha tuyệt vời đến từ phía Havos. Một cái pha đó là rất bình tĩnh và tỉnh táo đến từ phía Havos. Ở đây mình đang cưa máu chết từ xúc vị chùa tận ngược lại và tận ra thì đâu theo nào là fly mà không kịp mình cũng lên đi. Dire's top tower is under attack. Nói về kỹ năng offline này, nó rang là phải nhấn nhỉnh hơn fly một bậc rồi. Nét quân đứng đầu chính là Kuroki, đứng hai là Dandy và đứng ba chính là Ebo. Nét quân trên gold nhân lệnh khoảng 5k cho Secret, kinh nghiệm khoảng 2k thôi. Secret hầu ăn vẫn đang dẫn nhưng mà một cách biệt là không nhiều. Kèo vẫn lật được, đặc biệt là khi mà phía Navi họ có spec một hack carry gần có Radiance rồi. Giờ Clint định hốt spec à, hốt nổ này TV xuống Ebon. Bye bye. Hợp tiếp gì bọn Dire's top tower is under attack. Vâng, sẽ rồi họ stick 5 người, họ sẽ bê cái trụ top này. Và easy tower thôi. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Đâm lại phần này. Đỉnh level death luôn. Còn bóp giáp lên là bà phế cái đâm rồi. Cái đâm mà gặp cái bóp giáp thì coi như phế. Giờ sao đây? Rồi kì thấy được Dandy đang di chuyển. Lao ra, một phát slow, một phát slow. Chỉ lên bóp trừ giáp rồi nhưng mà quá sai. Trong đó thì ở phía sau. Đó là vâng, đập cho em bây giờ đến từ phía Kuroki, bật đất lên, chúng Kuroki là và stun từ lại hai, nhấn sát ra, một cái bật phía Phoenix, chỉ lên, sát đang bắn vào grip quá, tại sao bắn vào Phoenix đi, không được. Vâng, sinh vật họ kiểu như đánh chung kích vậy, họ rẻ từng hero 1 của Navi. Và Navi không phải kháng cự được với lượng nào khủng khiếp từ cái sinh vật. Bây giờ thì Havos có Radiance rồi, đang phạm tiếp. Radiance bottom tower. Cái này không biết Havos có gạch không nhưng mà rõ ràng là chỗ ngoài của phía Navi đang rất ít rồi. Còn có đúng một cái chỗ hai, chỗ hai mít thôi. Chỗ tám mình coi như là mất rồi. Cố gắng. Cả anh hit mà lao ra một tên mới bất tử lên F4 lên điện thoại mình tiếng anti spec ra mình tiếng sẽ chết hơn còn làm cố gắng mình tiếng cũng chết. Bây giờ Havos sẽ đốt lại một bé đó là chính là mẹ F4 xong rồi tôi được Notel đã buồn kêu. Tiếp tục sẽ là Fly, là Triple Kill cho Havos. Chắc chắn sẽ là Triple Kill. Và đó sẽ là Ultra Kill cho Havos. Ultra Kill cho Havos. Và team Wire về tên Navi. Vâng, đó là Havos. À không, quên. Đó là Tử. Đó là Tử. Đó là anh Tử của chúng ta. Vâng, đây là Tử Idol. Anh Tử. Vâng, ôm trong người 2-3 ca tiền. Mắc dầu giờ nó đắp thẳng cái da xa rồi quẩy thôi rồi. Đây là đắp Vanga tiếp. Cái mày đắp Vanga hay. Cái đắp Vanga đỡ được cái đam của con Linh. Mày đắp với phản được. Tùy. Có thể kiểu hỗ trợ cho team bằng cách đắp một cái rim Senga chẳng hạn. Kiểu gì vậy tí nó đúng chất Havos. Đắp cái rim Senga búp cho cả team đỡ chống chịu được lượng đam của con Linh. Này nọ là chai. Không rồi lên thẳng hết cũng được. Style truyền thống thì lên hết thôi. Mà mình đang hướng tới một cái style nó dị dị tí. Bừa bừa tí nó thú vị. Nếu mà nó cứ ai quá thì nó không ai làm.
đọc lên, hạ xuống, sai lên, kênh cứu máu Bobby thằng rồi, quá lên, vừa kịp lúc kẹt ở đây vẫy ra không trúng Bobby một cứu máu ăn mạng phình đấy. Đây, Kuroki tính làm gì đây? Đang là BKB từ phía Kuroki. Trong đó thì Spark 3k9 tiền vẫn chưa mua gì hết. Đeo bất ngờ Bánh tích đang là Fox Star. Có thể là mọi người đang cố gắng làm cái gì đó. Phía Secret họ đang gặp bế tắc rồi. Cái bế tắc của họ là họ đi găng rất là nhiều và họ không ăn ai cả. Và họ để cho Navi farm bắt đầu bị cuốn theo cái kiểu rồi. Đi găng rồi găng fail, mất thời gian găng và để cho Navi free farm. Mà bố này rất là giàu, 11k rưỡi tiền. Như boss thì bắt fly, sẽ bắt fly đi ra một phát lóc lên, lóc lên. Wow, wow, giống như kiểu team Secret họ quá xúc động vậy. Đích 5 rồi, giờ ngồi chờ thôi. Mình sẽ chờ theo chỉ thị của admin là bây giờ thì admin đẹp trai đáng yêu thì bảo là khi nào tóc bảo chúng mày DC chúng mày mới được DC, còn không thì vẫn ngồi đấy mà chai đất ra hả, ngồi chờ chờ admin gọi vào có ý. Chưa thấy không có dấu hiệu gì đó của cái việc này nào lo chai cả. Được rồi, là phía Kuroki rồi. Ta chờ một tí là mọi người sẽ vào lại thôi. Không có gì phải khó khăn quá à. Là cứ bình tĩnh và ngồi chờ thôi. Cứ chờ đợi rồi bạn sẽ được đáp lại. Câu nói rất là hay. Chờ đợi là một niềm vui. Ông reconnect tập thể rồi. Còn Cotton Guy cũng reconnect luôn. Mấy game nãy mình leap một phát tự nhiên mất cái slot caster một phát. Lại đi xây ngược ra
Thế trận giờ Na'Vi đang dẫn rồi, giờ trên lệch gôn bằng 0 mà kinh nghiệm đâm xuống cho Na'Vi rồi. Boss thì boss khá là giàu, boss lên Manta. Một cái thứ đó là Sida, một cái trò mà gọi là kiểu như hacker là cấp cù ấp nhất cũng biết làm á. Đây đó là một cái thứ rất là đơn giản, nhưng mà máy móc thiết bị là chính thôi. Power game khá lâu. Vâng, đó là ông KLGT49, một anh này như kiểu COCC vậy, có thể biến hình thành bất kỳ tên của bất kỳ ai trong studio cũng như bất kỳ người nào trong Talk TV. Anh là KLGT49. Giờ là 4:30 sáng rồi. Xong trận này cái người nó hơi mệt mệt, nó muốn đi nằm. Nhưng mà cái đầu óc thì nó lại hơi hơi phê, nó hơi hơi tỉnh, kiểu như muốn đi ăn. Ăn cái bao tử đang đói lại muốn đi ăn. Cùng đang ở trong một cái thế kiểu ba thứ nó muốn ba việc. Thôi chắc đi nằm mà dậy đi ăn quá. Cơm gà xé giờ này chỗ đó nó bán tới 2:00 mấy, 2:00 mấy là hết bán rồi, 2:30 hơn là hết bán rồi.
không biết ông gió lạnh ông đã bet bao nhiêu trận và đã bet bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà chắc chắn là sự thua là người ta không có cho xu tan rồi đâu, nó như trả đồ lại như cổ rồi, nhưng mà tự đánh mà thua nó mới tính bet. Well play. Chả hiểu sao cái chuyện đó mà cũng ngồi cãi, mà cũng ngồi tranh luận. Nó rõ ràng như thế rồi, cứ dính tới trọng tài vô xử là không bao giờ mà có cái xung tan. Lâu quá. Wow. Sky bây giờ đang loạn lên. Đâu kêu. Giờ tôi đồng số ấy, tôi đồng số đội nào thắng hay cho đội đó thắng xong, như bọn WCA ấy, ngọt và gọn, mau mẹ chứ. À, giờ tôi được đi chơi cũng thế nào vậy luôn. Thôi đẹp win đi bạn ơi. Đẹp win đi. Sao chứ được. Easy win. Anything new? Chúa. À, hóa ra Dandy đang bận solo với Faker hả? Hóa ra là thế.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, cảm ơn bạn đã lý giải. Yep. Chuẩn bị có một màn forfeit này. Giờ trọng tài đang dàn xếp tỷ số. Đang chờ dàn xếp tỷ số thôi. Đang chờ là xử như thế nào, kiểu như xử đội nào thắng, kiểu như đội nào thắng cũng được, không thì bỏ trận này cũng được, chẳng quan trọng nữa. Đi KF đủ điểm rồi. Đủ điểm đi KF rồi. Fnatic. Secret, Tinker, Na'Vi Alliance. Quá là vui rồi. Cả hai team đang giải quyết với admin giải, chúng ta không được hóng cái trò này. Có vẻ như là xong rồi.
vẫn chờ đợi thông tin từ phía Sky thôi. Có vẻ là sẽ không, chẳng ngay trong tình trạng dàn xếp thôi, nhưng chưa có gì rõ rệt cả. Thank you.
Radiant's top. Ok, cuối cùng thì Sử Hòa. Vâng, sao không mời mình làm trọng tài cho nó gọn đi. Màu mè chứ vậy. Còn cái hai team không ai reconnect và đều gặp lag và không ai hơi chơi tiếp trận này. Trận này Sử Hòa. Rồi. Okay. Và vâng, chúc mừng các bạn vẫn còn đang hy vọng là kèo này sẽ có trả value vì không bao giờ có, sẽ được win hay gì đó, mà chắc chắn sẽ là trả value thôi khi mà nó hòa. Rất là bựa nhưng mà ok. Xong rồi. Xong nhiệm vụ rồi.